Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 6, một nhóm chuyên gia Liên Hợp Quốc đã kêu gọi tất cả các nước công nhận nhà nước Palestine độc lập, qua đó đảm bảo hòa bình ở Trung Đông. Các chuyên gia, trong đó có báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền ở vùng lãnh thổ Palestine cho biết, việc công nhận nhà nước Palestine có ý nghĩa rất quan trọng vì thế giới cần thừa nhận các quyền của người dân Palestine và cuộc đấu tranh của họ hướng tới tự do và độc lập. Nhóm chuyên gia cũng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại dải Gaza và Israel không tiến hành thêm chiến dịch quân sự tại Rafah, nhấn mạnh đây chính là điều kiện tiên quyết cho hòa bình lâu dài ở Palestine. Tuyên bố khẳng định giải pháp hai nhà nước vẫn là giải pháp quốc tế duy nhất dẫn đến hòa bình và an ninh cho cả Palestine và Israel. Lời kêu gọi đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Tây Ban Nha, Ireland và Na Uy chính thức công nhận nhà nước Palestine, bất chấp sự phản đối của Israel. Cho đến nay, tổng cộng đã có 145 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc công nhận nhà nước Palestine. Hôm qua, cảnh sát Romania đã bắt giữ một công dân nước ngoài sau khi đối tượng này ném một quả bom xăng về phía bên ngoài Đại sứ quán Israel ở thủ đô Bucharest, tuy nhiên không gây thiệt hại và thương vong. Cơ quan tình báo Romania cho biết các sĩ quan chống khủng bố đã bắt giữ nghi phạm 34 tuổi sau khi người này thực hiện hành vi trên và bàn giao cho cảnh sát. Đoạn băng ghi hình do các nhân chứng tại hiện trường cung cấp cho hãng tin Reuters cho thấy lực lượng an ninh đang áp giải một người đàn ông về đồn cảnh sát gần Đại sứ quán Israel ở thủ đô Bucharest của Romania. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Israel cũng xác nhận việc bắt giữ nghi phạm, đồng thời cho biết đây có thể là một người gốc Syria. Đối tượng đã đốt và ném quả bom xăng trong khi đang được kiểm tra an ninh. Điều tra ban đầu cho biết động cơ của nghi phạm mang tính cá nhân và không liên quan đến cuộc xung đột tại dải Gaza. Xung đột dai dẳng giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đã đẩy người dân ở dải Gaza đến bờ vực nạn đói. Nhiều trẻ em tại dải đất này đã rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng do thiếu thực phẩm suốt thời gian dài. Tại bệnh viện Al-Aqsa Mati, những đứa trẻ mệt lã vì đói, những bà mẹ lo lắng trông chờ sữa hay chút ít đồ ăn ít ỏi từ các nguồn viện trợ để con của họ có thể cầm cự qua ngày. Bé Mira tiêm mới 4 tháng tuổi nhưng đã phải nằm viện điều trị trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng. Con tôi bị mất nước và suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Hiện sức khỏe của cháu đang bắt đầu cải thiện, nhưng tôi lại không có tiền để mua sữa và vitamin cho cháu. Tôi đang rất cần hỗ trợ. Trong một báo cáo ngày 1 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết hơn 4/5 số trẻ em tại Gaza không có thức ăn trong suốt 72 giờ. Điều khiến tôi thấy sốc nhất là 85% trẻ em không được ăn gì cả ngày. Ít nhất một lần trong 3 ngày trước khi khảo sát được tiến hành, trẻ em tại Gaza đang chết dần vì đói. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, từ giữa tháng 1 năm nay, 7.280 trên 93.400 trẻ em dưới 5 tuổi ở Gaza bị suy dinh dưỡng cấp tính. Tình trạng suy dinh dưỡng đặc biệt phổ biến ở khu vực phía bắc dải Gaza, nơi nhận được rất ít viện trợ, phần lớn do các nguồn hàng không đến được địa điểm dự định. Người dân chắc chắn không nhận được khoản viện trợ mà họ rất cần để ngăn chặn nạn đói ở dải Gaza. Chỉ đến những tuần gần đây, phần lớn viện trợ lương thực mới nhận được chuyển tới thông qua các tuyến đường mới, sau khi các cơ quan viện trợ cảnh báo về nạn đói cận kề. Quân đội Israel ngày 2 tháng 6 cho biết, tổng cộng 1.858 xe tải chở hàng viện trợ đã tới Gaza trong tuần này thông qua các cửa khẩu Kerem Shalom và Eretz West, trong đó có 764 xe từ Ai Cập. Xung đột đã cản trở việc cung cấp thực phẩm cho trẻ em, đặc biệt là sữa, dẫn đến cơ thể suy yếu nghiêm trọng, sinh trưởng rất kém và mắc nhiều bệnh tật. Bầu cử nghị viện châu Âu tạm thời an toàn trước mối đe dọa deepfake, tuyên bố được Microsoft đưa ra khi nhận định tình trạng lạm dụng trí tuệ nhân tạo AI phục vụ các chiến dịch thông tin sai lệch nhằm tác động tới kết quả cuộc bầu cử nghị viện châu Âu hiếm khi xảy ra. Theo Microsoft, công ty đã thực hiện các buổi tập huấn cho các ứng cử viên của EP để cung cấp các kỹ năng giám sát tình hình. Đến nay, công ty chưa nhận thấy động thái đáng kể nào nhằm lạm dụng AI để can thiệp cuộc bầu cử EP. Dù vậy, Microsoft lưu ý khi bầu cử chưa kết thúc thì vẫn phải nâng cao cảnh giác. Trên thực tế, các nội dung deepfake do AI tạo ra đang ngày càng được sử dụng nhiều trong các cuộc bầu cử ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có ở Ấn Độ, Mỹ, Pakistan và Indonesia. Cuộc bầu cử EP sẽ được tổ chức vào ngày 6 đến ngày 9 tháng 6, cũng là lúc các quy định mang tính bước ngoặt của khối về quản lý AI sẽ có hiệu lực, được kỳ vọng đặt ra tiêu chuẩn toàn cầu tiềm năng cho công nghệ đang được sử dụng ngày càng phổ biến trong kinh doanh và cuộc sống hàng ngày này.
Cuộc chạy đua phát triển trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục nóng lên. Ngày 3 tháng 6, Tập đoàn Công nghệ Thông tin AMD của Mỹ đã công bố các mẫu chip AI mới, trong khi gã khổng lồ Microsoft thông báo kế hoạch đầu tư 3,2 tỷ đô la Mỹ vào công nghệ đám mây và cơ sở hạ tầng AI tại Thụy Điển. Tại triển lãm công nghệ Computex năm 2024 được tổ chức ở Đài Loan, Trung Quốc, giám đốc điều hành CEO của AMD nhấn mạnh AI là ưu tiên hàng đầu của hãng. Các mẫu chip AI xử lý đồ họa mới của AMD có thể được sử dụng cho mọi thiết bị, từ trung tâm dữ liệu cho đến máy tính xách tay tiên tiến. AMD cũng khẳng định sẽ liên tục cập nhật các sản phẩm tiên tiến của mình mỗi năm để cạnh tranh với các đối thủ như Nvidia. Cùng ngày, tập đoàn Microsoft đã thông báo kế hoạch đầu tư 3,2 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm vào công nghệ đám mây và cơ sở hạ tầng AI tại Thụy Điển. Đây là khoản đầu tư lớn nhất từ trước tới nay của Microsoft tại quốc gia Bắc Âu này. Ngoài ra, Microsoft cũng sẽ đào tạo 250.000 nhân viên vào năm 2027 để nâng cao kiến thức và năng lực về AI, cũng như xây dựng một trung tâm dữ liệu AI hàng đầu thế giới. Lĩnh vực hàng không dân dụng của Trung Quốc ghi nhận sự phục hồi đáng kể trong năm 2023. Theo thông báo của Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc, nước này ghi nhận gần 620 triệu lượt đi lại của hành khách bằng đường hàng không trong năm 2023, tăng hơn 146% so với năm 2022. Theo Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc, bên cạnh lưu lượng trong năm 2023 tăng hơn 146% so với năm 2022, tổng lượng vận chuyển hàng hóa và bưu phẩm của ngành hàng không trong năm 2023 tăng 21% so với năm 2022. Năm 2023, Trung Quốc có hơn 5.200 tuyến bay thường kỳ trong nước, kết nối 255 thành phố và khu vực. Các tuyến hàng không quốc tế của Trung Quốc kết nối nước này với 127 thành phố tại 57 quốc gia. Cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc cam kết tăng tần số các chuyến bay chở khách quốc tế là mục tiêu quan trọng nhất cho năm 2024 nhằm phục hồi hàng không quốc tế hơn nữa. Một số hãng hàng không mới đây đã mở các tuyến bay quốc tế mới tạo thuận lợi cho đi lại giữa Trung Quốc và các nước. Người dân tại nhiều khu vực của thủ đô New Delhi của Ấn Độ tiếp tục phải xếp hàng dài trong ngày 3 tháng 6 để lấy nước từ các xe bồn, trong bối cảnh đợt nắng nóng kéo dài đang gây thiếu nước trầm trọng. Giới chức Ấn Độ cho biết nhu cầu nước dùng tại vùng thủ đô New Delhi đang tăng cao do thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, mực nước tại sông Yamuna, nguồn cung cấp nước chính cho khu vực thủ đô, lại đang xuống cấp và có dấu hiệu khô cạn. Theo một số người dân, tình hình thiếu nước đang rất nghiêm trọng. Các xe chở nước đến không thường xuyên và không phải lúc nào cũng có đủ nước cho mọi người. Ẩu đả thậm chí đã xảy ra khi một số người không lấy được nước. Trước đó, ngày 30 tháng 5, chính quyền vùng đô thị New Delhi đã tổ chức họp khẩn để thảo luận các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu nước sinh hoạt do tình trạng nắng nóng cực đoan kéo dài. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm tập thể, tránh lãng phí nước, đồng thời công bố mức phạt 2.000 rupee, tương đương với 24 đô la Mỹ đối với những hành vi lãng phí nước. Hôm qua, mưa lớn đã quét qua các khu vực thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc, gây lũ lụt, lở đất và gián đoạn giao thông nghiêm trọng ở các khu vực nông thôn và các tuyến phố. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu vàng về mưa bão cho tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. Theo quan sát trực tiếp của đài quan sát, lượng mưa chủ yếu tập trung ở Quảng Tây và Quảng Đông vào sáng đầu tuần. Mưa bão cũng đã tấn công huyện Phượng Sơn của tỉnh Quảng Tây kể từ cuối tuần qua, buộc trạm thời tiết của huyện phải đưa ra cảnh báo đỏ. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp, với màu đỏ tượng trưng cho cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh lam. Thời tiết khắc nghiệt cũng làm ngập một đoạn đường dài 100 mét của quốc lộ G357 đi qua huyện Phượng Sơn, khiến khoảng 80 phương tiện bị mắc kẹt. Bản tin thế giới hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thái kính chào tạm biệt.